Hòa Ái và Trung Khang kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2015 với một số tin tức đáng chú ý. Xô xát giữa các nhóm tín đồ Cao Đài ở Tây Ninh. Chính phủ Campuchia họp bàn về vấn đề tranh chấp ở biên giới với Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, một vụ xô xát giữa nhóm tín đồ Cao Đài chân truyền và nhóm do Hội đồng trưởng quản theo nhà nước xảy ra hôm nay tại tư gia của bà Nguyễn Thị Kim Thoa, ấp An Quới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Vụ việc căng thẳng gây thương tích cho người trong gia đình được báo cho công an xã cũng như huyện. Thế nhưng phía bị nạn cho rằng công an đến mà không giải quyết gì. Trả lời Đài Á Châu Tự Do, bà Nguyễn Thị Kim Thoa trình bày. Nhờ chức sắc của mà Hội Thánh Cao Đài gốc năm 1926 và cùng các vị đạo hữu tu tại gia đến để mà cầu nguyện để cho tôi thờ thánh tượng Thiên Nhãn mà cai quản thánh thất là Thượng Tự Thanh đó. Cầm đầu nguyên một nhóm người toàn là những người là đạo tỳ với lại đạo hữu đồ của bên Thượng Tự Thanh đó qua đập cửa khóa nhà của tôi, đánh đạp tôi hả, rồi nắm đầu đang cúng vậy đó, nắm đầu tôi hả, đạp phá nhà đập bể kiến rồi kia, chồng tôi không thấy đường á, còn đánh chồng tôi, con tôi thấy vậy lại can ra cái đánh con tôi. Bà Thoa cho biết khi xảy ra vụ việc có báo cho công an xã nhưng không được giải quyết, sau đó gia đình báo lên công an huyện, cả hai cấp cũng không giải quyết can ngăn kịp thời. Phóng viên RFA gọi điện thoại đến trực ban công an huyện Trảng Bàng nhưng máy luôn bận. Được biết, đây là lần thứ hai nhóm tín hữu Cao Đài chân truyền tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng bị nhóm theo nhà nước hành hung nhưng công an không hề ngăn cản. Tình trạng hành hung những tín đồ Cao Đài chân truyền bởi nhóm do nhà nước lập ra gọi là Hội đồng trưởng quản được các nạn nhân cho biết lâu nay còn xảy ra ở nhiều địa phương khác nữa trên cả nước. Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng hôm qua đã triệu tập cuộc họp các quan chức Campuchia, đưa một danh sách dài về các vấn đề và giải pháp của biên giới nước này và Việt Nam. Theo Cambodia Daily loan tin cho biết, 400 viên chức chính phủ các tỉnh nằm dọc biên giới với Việt Nam đã tập trung tại cuộc họp do Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng chủ trì nhằm đưa ra các vấn đề đường biên giới của hai nước trong thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh tới các đòi hỏi của phe đối lập có tên Cứu quốc Campuchia CNRP đang kích động phong trào chống đối. Vài tuần trước, CNRP đã kêu gọi sinh viên, sư sãi và dân chúng tiến hành các cuộc tập trung đông người sát với khu vực biên giới và đã xảy ra xô xát với phía Việt Nam, gây thương tích cho nhiều người cả hai phía. Nhắc tới việc này, Bộ trưởng Sar Kheng thừa nhận rằng có khó khăn trong vấn đề đàm phán và ông nói với các quan chức hải quan, cảnh sát, tỉnh trưởng dân sự cũng như đại diện quân đội tham dự cuộc họp rằng phải kiên nhẫn để đấu tranh với Việt Nam. Tờ Cambodia Daily dẫn lời ông Sar Kheng nhấn mạnh rằng quan chức các địa phương trên đường biên giới với Việt Nam phải ngừng những đàm phán riêng rẽ với các tỉnh giáp biên giới với Việt Nam. Quan chức các tỉnh phải cấm các chủ đất dọc biên giới với Việt Nam cho người Việt từ bên kia biên giới thuê đất đai cũng như không được thay đổi hiện trạng tại các vị trí chưa được phân giới cắm mốc. Trong thời gian gần đây, vấn đề biên giới hai nước trở nên sôi động sau khi Trung Quốc có những hoạt động giao thiệp khá thân thiết vượt mức bình thường với Phnom Penh. Giới quan sát nghi ngại rằng các động thái hậu trường sẽ khuấy lên phong trào chống Việt Nam đang dấy lên từ sự kích động của phe đối lập CNRP. Về tình hình Biển Đông, Trung Quốc vừa lên tiếng cáo buộc Philippines gây bất ổn cho an ninh khu vực, cảnh báo là Bắc Kinh sẽ dùng quyền ứng phó với những hành động gây rối của Manila. Cảnh báo này được Trung Quốc đưa ra ngay sau khi chính phủ Phi cho biết đang sửa chữa lại con tàu mà Phi cố tình đánh đắm ở bãi Cỏ Mây hồi năm 1999, với mục đích ngăn chặn không để Hải quân Trung Quốc lấn chiếm những hòn đảo khác mà Phi nhận chủ quyền ở Trường Sa. Phát ngôn viên Edgar Arivalo của Hải quân Phi cho hay con tàu này đang hư hại, cần phải sửa chữa để đảm bảo an ninh cho toán chừng chục binh sĩ thủy quân lục chiến được phái ra đóng tại bãi Cỏ Mây. Phía Trung Quốc cho rằng chủ quyền bãi này thuộc về họ, yêu cầu Phi phải kéo chiếc tàu ra khỏi khu vực. Cũng cần nói thêm, Philippines đã đưa đơn yêu cầu Tòa án quốc tế The Hague tại Hà Lan phân xử việc Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của họ, đồng thời tố cáo Trung Quốc đang làm hư hại các rạn san hô ở các quần đảo thuộc chủ quyền của Philippines. Hôm qua, phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Philippines nên đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh thay vì đem vấn đề này ra trước tòa quốc tế. Bà Hoa Xuân Ánh cũng nhắc lại là Trung Quốc không chấp nhận đơn kiện của Philippines và mọi phán quyết của tòa đều vô giá trị. Và cuối cùng thưa quý vị, khoảng 3 giờ đồng hồ nữa, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tổ chức họp báo để trả lời những câu hỏi của giới truyền thông liên quan đến thảo luận mà ông gọi là lịch sử mới đạt được với Iran ngày hôm qua. Tin từ Nhà Trắng cho hay trong cuộc họp báo, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ cho biết đã chỉ định Ngoại trưởng John Kerry tiếp xúc với các vị dân cử Cộng hòa lẫn Dân chủ để trình bày cho mọi người biết những điểm quan trọng đạt được với Iran. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ còn cử ông Tổng trưởng Quốc phòng Ash Carter đi Trung Đông để giải thích những thắc mắc của các chính phủ những nước đồng minh như Ả Rập Xê Út, Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập, đồng thời cũng nhắc lại lời cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh và hỗ trợ quân sự cho những quốc gia này. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Hòa Ái và Trung Khang xin kính chào tạm biệt.